Vâng, sau đây là video tôi làm để nướng khoai miền Bắc. Đây đang đốt lửa để lấy than để nướng hai củ khoai này. Hôm nay tôi sẽ nướng hai củ khoai này. Khoai này là khoai đỏ ấy, khoai rất ngon. Đốt củi lấy than nướng. Kia thầy bác ạ, lấy thì bác ạ. Củi đầy thì tao mất tiền cả đống gì. Là lấy nướng ngay ở đường quốc lộ 1A. Bao ngày qua nhung nhớ thương ấy cứ cháy trong lòng bấy lâu. Sao anh chẳng vui những một ngày, cứ đơn phương mình anh thôi, yêu thương sao quá xa vời. Vì anh nhớ anh gặp em tận sau một người, yêu là đôi khi chỉ cần thấy lời ấy ở bên. Dẫu trong đời luôn có nỗi buồn như áng mây trôi, sao quên em gió một thời. Vì tìm được nhau nhưng em tính sao em đang thơ. Sao bị bắn chi? Mà sao anh chẳng vui những ngọt ngào, cứ đơn phương mình anh yêu thương sao quá xa vời. Vì anh nhớ yêu là đôi khi chỉ cần thấy người ấy ở bên. À, sau đây là sẽ nướng vào chỗ nào có nhiều than than tí, tôi sẽ nướng vào chỗ đó. Sắp có than rồi, đúng kiểu nướng khoai lang miền Bắc cực ngon luôn. Củi nhà tôi rất nhiều củi thì không phải lo về vấn đề củi. Chỉ đang đợi cho nó cháy để kiếm nhiều than hơn. Sau đó tôi sẽ đút hai củ khoai vào. Nó cháy đỏ, nhiều củi quá, sập luôn. Bác chắc nhiều quá.
Nếu mọi người mà thấy tôi nướng có gì không đúng thì góp ý kiến nhé. Chiếc nhỏ còn đi dấu bò còn đi nướng kiểu này. Khóc cũng chẳng để làm gì, khi đó xuân sáng chuyện tình mình chẳng là gì. Em bước sang ngang EIBI, rồi khi em khóc có anh đây. Một khi vấp ngã có anh đây. Dù khi em có các hai người cần, để em khóc thật lớn để nỗi đời này. Cánh tay anh này, trái tim anh này, có anh đây. Một khi vấp ngã có anh đây. Anh chẳng ôm đỗ hồng nghĩ gì về cô gái. Anh thầm yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi, nhưng chưa thành lời. Rồi hôm nay là có cái nào xanh cao đi bên người khác. Họ thầm nói thì thầm nó với nhau chính là những điều anh muốn nói với nàng. Rồi khi em khóc có anh đây. Một khi vấp ngã có anh đây. Chùn chân môi hôi có anh đây. Cánh tay anh này, trái tim anh này, có anh đây. Đợi cũng hơi lâu đấy. Đợi nướng hai củ khoai này cũng hơi lâu đấy. Anh chẳng ôm nỗi nằm đi xì về cô gái. Thôi thì liều một phen nói ra những điều anh muốn nói với nàng. Tận cùng của nỗi nhớ em có biết là gì không? Cô ấy đã từng đã nghĩ chẳng ai thương tôi. Đây tí mình sẽ chắc là nước khoai này sẽ hơi lâu nên mình sẽ dừng ở đây. Tí mình sẽ quay lại thành quả lúc 19 để mọi người thấy.